Ông Chu Xie tiết lộ tiêu chí quan trọng để ông lựa chọn cầu thủ cho U22 Việt Nam tại SEA Games 32. Đội hình của đội bóng dự SEA Games gồm 18 cầu thủ và 2 thủ môn. Tôi đề cao sự đa năng của cầu thủ. Nếu họ không đa năng thì khó mà được lựa chọn. Để vào đến trận chung kết thì cần trải qua tối thiểu 6 trận, chưa kể đến các yếu tố treo giò, thẻ phạt. Chọn đội hình sao cho phù hợp là công việc quan trọng với tôi. Tôi cố gắng có nhiều thử nghiệm để cầu thủ thi đấu ở nhiều vị trí nhất. Đến thời điểm này, tôi hài lòng về tinh thần và sự đoàn kết của họ, huấn luyện viên Chu Xie đánh giá. Ở 3 vòng đấu vừa qua của giải hạng nhất và V-League 2023, khoảng 90% số cầu thủ của U22 Việt Nam được ra sân. Ông Chu Xie cho rằng đây là yếu tố quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32. Quốc Việt, Vĩ Hào, Xuân Tiến, Văn Cường hay Thái Sơn đều được tạo điều kiện thi đấu và để lại ấn tượng tốt. Ông Chu Xie ưu tiên chọn cầu thủ đa năng. Những cầu thủ có kinh nghiệm như Văn Đô, Công Đến, Quan Văn Chuẩn, Vũ Tiến Long được xem là trụ cột của U22 Việt Nam. Họ nhiều trải nghiệm ở các cấp độ đội tuyển trẻ, có vị trí ổn định ở đội bóng chủ quản. Nhà cầm quân người Pháp nói, tôi nhớ ít nhất 6 cầu thủ của U22 Việt Nam tham dự SEA Games 31 năm ngoái. Họ sẽ chỉ huy đồng đội lúc khó khăn, áp lực cũng là động lực và U22 Việt Nam cần cải thiện bản thân. Chiến thắng dành cho những ai thể hiện tốt nhất trên sân. Nếu muốn chiến thắng thì các cầu thủ phải hành động chứ không chỉ nói suông. Các đối thủ khác đều có tham vọng như vậy. Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32, thầy trò huấn luyện viên Chu Xie trải qua giải giao hữu Doha Cup 2023 không thành công. U22 Việt Nam thua cả 3 trận, để thủng lưới 7 bàn và không ghi được bàn thắng nào. Nhắc lại giải đấu này, ông Chu Xie bình thản, U22 Việt Nam được thi đấu với các đội hàng đầu châu Á, tôi có đánh giá sơ bộ về các cầu thủ. Ở độ tuổi này, họ có nhiều sai sót về mặt chiến thuật. Tôi sẽ chỉ ra điều này và giúp cầu thủ cải thiện. Chúng tôi có kết quả bất lợi ở giải đấu này, nhưng cũng là mục đích của tôi. Nếu chỉ có thể đá giao hữu với các câu lạc bộ trong nước như PVF Công an Nhân dân hay Phú Thọ, U22 Việt Nam không có trải nghiệm tốt. Thời điểm này, các cầu thủ đang có sự tự tin đáng kể. Khi các đối thủ trong khu vực có năng lực ngang bằng thì cầu thủ sẽ chơi tốt hơn.